Xin chào các em, ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các em đến kỹ năng dạy bài tập vật lý liên quan đến phần bài tập toán chuyển động như các em nha. Vậy thì các em quan sát vào đề tôi sẽ hướng dẫn các em. Một người đi bộ trên quãng đường đầu dài 2 km với vận tốc là 2 m/s. Ở quãng đường dài 1,95 km người đi hết 0,5 giờ. Tính vận tốc trung bình trên cả hai đoạn đường nha, trên cả hai đoạn đường nha các em. Vậy thì ở đây giờ đầu tiên tôi tóm tắt cho các em cho biết trước này. Em ghi vô cho biết. Nhớ nha, bài này hai quãng đường thì em phải ký hiệu riêng ra nha. Trên quãng đường đầu mình ký hiệu là S1 nha. S1 bằng 3 km với vận tốc V1, đơn vị của nó là 2 m/s, bắt buộc phải đổi km. Thì cái thằng vận tốc thì tôi khuyên các em nên đổi ra km/s. Nhớ nha, m/s đổi ra km/s. Mà em học rồi, m/s mà đổi ra km/s các em nhân cho 3.6 nha. Vậy 3.6 x 2 thì bằng 7.2, bằng bao nhiêu? Bằng 7.2, đúng không? Km/h. Rồi, đi quãng đường thứ hai là 1,95 km. Hết thời gian của nó là lúc này là bằng 0,5 giờ, là T2, 0,5 giờ. Em quan sát nha, bài này không có làm này tệ mà nó nói yêu cầu như vậy nè. Tính vận tốc trung bình người đó trên cả hai quãng đường, là yêu cầu trên cả hai quãng đường là V12. Thì em bằng S1 cộng S2 chia cho T1 cộng T2. Em nhìn vô điều kiện đề bài người ta cho cái gì? Nhìn nè. Ok, cho S1, cho S2, cho T2 mà chưa cho T1. Phải tìm T1 ra. Bắt buộc các em phải tìm T1 ra đây. Thì em mới thế vô đây, em mới tính được vận tốc trung bình trên cả hai quãng đường. Bắt buộc phải tính thế. Và dành đi trên quãng đường thứ nhất cho đây. Nè, vậy thì bài có hai lời giải đó nha. Rồi các em biết nè, thời gian đi trên quãng đường đầu nè nha. Thời gian đi trên quãng đường đầu đó nha, quãng đường đầu là T1 các em. Em học rồi, T thì bằng S chia V, đúng không? Bằng S1 chia cho V1. Em thay vô dụng thật. Em lấy 3, em chia cho 7,2. Lấy 3 chia 7,2 các em. Các em được đáp số bằng 5/12 nha. Nó chu kỳ thôi, để vậy luôn. 5/12. Để phân số luôn nha anh em nha. Đơn vị là giờ. Rồi, có T1, T2, S1, S2 thì chắc ăn. Các em tính được vận tốc trung bình trên cả hai con đường nha. Vậy thì các em trình bày vô. Vận tốc trung bình trên cả hai con đường rồi, ok. Giờ này không viết công thức đi nha. V12 thay vô luôn. S1 3, S2 1,95 các em. T1 đây, 5/12. T2, ok, km thì thời gian tính bằng giờ, ok, không cần phải đổi. Em thay vô, 0,5 rồi nha. Em được đáp số cuối cùng là 27/5, chính là bằng 5,4 km/h nha các em. Rồi, các em trình bày vô. Bài tiếp theo. Một người đi xe máy chạy trên quãng đường từ Quảng Thạch Ba Đồn đến Ba Đồn nha, dài nha, khoảng cách đó, từ Quảng Thạch đến Ba Đồn nha, dài 15 km, khởi hết 0,5 giờ, trên quãng đường từ Ba Đồn về, trên quãng đường từ Ba Đồn đến Lão Hoàn dài 3 km, hết 0,75 giờ. Tính vận tốc trung bình người đi xe máy trên quãng đường từ Ba Đồn đến gì Hòa Não là trên cả hai quãng đường đó các em. Vậy thì ở đây giờ tôi tóm tắt cho các em trước nha. Bài này cũng bình thường thôi. Đi xe máy từ quãng đường từ Quảng Thạch đến Ba Đồn dài 15 km là S1 các em. Em ghi vô cho biết nha. S1 thì ta cho là 15 km. Ok, bài này là nhẹ nhàng, là rất nhẹ là đó. Mất không phải là T2, không phải 25 giờ. Trời ơi, cho giờ luôn nè, không cần bị đổi nữa, quá êm đúng không? Rồi sau đó người ta lại đi từ Ba Đồn nó tiếp tục là đi đến Hoàn Lão, đến địa điểm Hoàn Lão dài 30 km là S2, 30 km nha.
trong thời gian 0,75 giờ. Trời ơi, cái này các em ghi T1 nha, thầy nghĩ như biết T2 rồi. T2 0,75 giờ. Rồi, yêu cầu tính vận tốc trung bình của người đi xe máy trên cả đoạn đường từ Ba Đồn đến Hoàn Hảo nha, là trên cả hai quãng đường. À, yêu cầu tính V12 các em thì bằng F1 cộng F2. Ok, câu này là dễ nè. Chia T1 cộng T2 nó dễ hơn cái câu trước mình làm luôn. Có đầy đủ F1, F2, T1, T2 luôn. Không phải tìm luôn. Xong luôn nha. Rồi, viết lời giải cho thầy. Vận tốc trung bình của người đi xe máy nha. Vận tốc trung bình. Của người đi xe máy. Nhắc nghe. Từ đâu các em? Từ Ba Đồn tới bao nhiêu đây? Tới Hoàn Hảo là rồi, các em có công thức em thay vô thôi. V12 bằng S1 cộng S2 chia cho T1 cộng T2. Đó, thay vô các em. S1 15, S2 30 chia 0,25 cộng cho 0,75. Ok, cái này bằng 1 nè. Vậy đáp số của nó là bao nhiêu các em? 45 km trên giờ. Ok. Bài tiếp theo các em nha. Bài này dễ hơn rồi. Một người đi xe đạp, hai người đi xe đạp luôn. Người thứ nhất đi quãng đường 100m hết 1 phút, người thứ hai đi 7,5 km hết 0,5 giờ. Và ai đi nhanh hơn? À, muốn so sánh được ai đi nhanh hơn thì các em phải tìm vận tốc từng người đã, đúng không? Và nhớ vận tốc cùng một đơn vị. Vậy được. Vậy thì thầy tóm tắt ra, người thứ nhất rồi sẽ ký hiệu là S1 bằng 100m, 300m. Mất 1 phút là T1, 1 phút. Vậy thì các em quan sát nè. Mét thì thời gian bắt buộc các em phải đổi ra giây. Ok, 1 phút quá đơn giản, bằng 60 giây nha, phải đổi đây nha. Rồi, người thứ hai đi 7,5 km là S2. 7,5 km hết 0,5 giờ là T2. Ồ, hai nè. Nhưng mà đây là đơn vị km bây giờ thì mình cứ để vậy đi các em. Thì tí mình sẽ tính vận tốc ra km trên giờ. Còn này vận tốc là mét trên giây. Sau đó các em phải đổi về cùng một đơn vị, cùng một đại lượng. Lúc này em sẽ sẵn ai sẽ nhanh hơn nha. Vậy thì câu A người ta hỏi nè, ai đi nhanh hơn? Muốn biết ai đi nhanh hơn thì các em phải tính V1 và V2 là mới biết nhanh hơn được. Đúng không? Đó, phải tính hàng này là. Rồi, so sánh. Rồi, câu B. Nếu hai người đó khởi hành cùng một lúc đi cùng chiều. Đi cùng chiều nha các em. Đi cùng chiều nha. Thì sau 20 phút hai người cách nhau bao nhiêu km? Thì sau 20 phút là T bằng 20 phút. Thầy tí phân tích chỗ này nên đổi ra giờ hay là giờ hay là phút, phân tích sau cho mấy em nha. Thì hỏi hai khoảng cách hai người cách nhau bao nhiêu mét, khoảng cách nha, thì chấm hỏi khoảng cách. Thông thường thì khoảng cách vẫn gọi là chữ D đó nha. À, còn không thôi các em ghi chữ KC đi, khoảng cách đi, nó dễ hiểu. Giờ mình cứ giải quyết câu A đi rồi câu B mình sẽ nói sau ha. Vậy thì các em câu A, giờ các em tìm vận tốc người, vận tốc người thứ nhất đi nè. Vận tốc người thứ nhất đi. Người thứ nhất đi nè. V1 bằng S1 chia cho T1. S1 là 300, T1 là 60, chia ra bằng 5m trên giây. Tôi khuyên các em lên đổi ra km trên giờ. Nhớ gì? Tại vì sao? Mét trên giây mà đổi km trên giờ chỉ cần nhân cho 3.6 thôi. Còn kia chia 3.6 phức tạp hơn, đúng không? Tôi đổi ra km trên giờ. Tại vì sao? Tại vì giới này tôi sẽ tìm V2 theo km trên giờ. Vì thế tôi so sánh hai người đi nhanh hơn, hơn người nào nhanh hơn nó sẽ dễ hơn, đúng không? Vậy thì các em lấy 5, em nhân cho 3.6 như vậy. Em được đáp số bằng 18. 18 km trên giờ nha. Đó, đổi luôn, tự động đổi luôn để tí mình so sánh. Sau đó các em tính vận tốc người thứ hai đi. Tốc người thứ hai đi.
là V2 các em bằng S2 chia T2. S2 là 7,5 chia cho 0,5 là đáp số bằng 15 km/h. Ok, chia 0,5 là nhân cho 2 đó các em nha. Tôi nghiệp đảo lên nhân luôn 15 rồi, em nhìn vô biết chắc ai đi nhanh hơn rồi. Người thứ nhất đi 18, người thứ hai đi 15 km/h thì chắc ăn người thứ nhất đi nhanh hơn người thứ hai. Kết luận được chưa? Vậy người thứ nhất đi nhanh hơn người thứ hai bao nhiêu km biết không? 18 chừng đi 15 nhanh hơn 3 km thì giờ đúng không nha. Nghe qua câu B. Nếu hai người khởi hành cùng một lúc đi cùng chiều thì sau 20 phút cách nhau bao nhiêu? Chắc ăn phải cách nhau rồi. Tại vì vận tốc bản thân người thứ nhất này đi nhanh hơn người thứ hai. Đúng không? Ví dụ em với bạn em đi, đi cùng xuất phát từ cùng một địa điểm nha. Mà em chạy, nếu mà hai người vận tốc bằng nhau thì chắc ăn là quãng đường đi bằng nhau thôi, đúng không? Nhưng hai người vận tốc khác nhau thì chắc ăn có một người đi đến địa điểm kia nhanh hơn. Và hay là vận tốc người đó lớn hơn thì chắc ăn người đó sẽ khoảng cách nó càng ngày càng xa so với người thứ nhất, so với người thứ hai. Người thứ nhất, nếu mà người thứ nhất đi vận tốc lớn hơn người thứ hai thì khoảng cách người thứ nhất sẽ càng ngày càng xa hơn so với người thứ hai nha. Ví dụ này, khoảng cách có nghĩa là gì? Ví dụ này, hai người cùng đi trên một cái địa điểm này nè, đó chạy nè hai người, ví dụ này hai cái xe chạy từ hai, xuất phát từ hai địa điểm này, ví dụ này thằng này tới đây, ví dụ này một người tới đây đó, sau 20 phút thì ví dụ này người thứ nhất là người thứ hai nè đi tới đây, rồi người thứ nhất đi tới đây đó, vậy khoảng cách là chính là đây này, từ đây này, đây là khoảng cách. Vậy muốn biết khoảng cách rất là đơn giản, các em phải tìm được quãng đường người thứ nhất đi, ví dụ từ đây này S1 bằng nhau quãng đường người thứ hai đi, đây người thứ hai, người hai này S2 đi, em chỉ cần mấy ngày trừ đi cái này lập tức tính được khoảng gì, khoảng cách. Em hiểu không? Ví dụ người đi nhanh hơn này chắc ăn là còn đi xa hơn, còn người đi ngắn hơn này S2 này. Tại vì sao biết người thứ nhất đi xa hơn, đi nhiều hơn? Tại vì vận tốc bản thân người ta nó lớn hơn rồi, 18 lớn hơn 15 à, đúng không? Vậy thì các em muốn làm được bài này, em phải tìm được quãng đường người thứ nhất đi, quãng đường người thứ hai đi trong bao nhiêu phút đây? 20 phút. Và tôi khuyên các em đưa về km trên giờ, km trên giờ thì thời gian này tôi nói các em phải đưa về giờ, đổi ra giờ cho thầy bằng 1/3 giờ nha, chia 60 mà bấm 0 o phải phải 20 o phải phải bấm bằng SD lên thì máy tính tôi đã dạy rồi nha. Rồi vậy thì đầu tiên các em nói nè, quãng đường người thứ nhất tôi gom luôn nha, người thứ hai đi được trong 20 phút là S1 S2. Đây, em học rồi, S thì bằng V nhân T. S bằng V1 nhân T1. V1 nè, đây, vận tốc không đổi nè, 18 nhân thời gian là đây, 1/3. Vậy đi được 6 km. Người thứ nhất đi được 6 km. Người thứ hai mình tính vô luôn, lấy 15 nhân 1/3 bằng mấy km em? 5 km. Rồi, này đi 6 km nè, này đi 5 km nè. Vậy thì khoảng cách giữa hai người là bao nhiêu? Có phải là 1 km không? Đúng không? Người kia đi 6, kia đi 5. Vậy khoảng cách cắt hai người chắc là 1 km. Nha, đó các em kết luận được chưa? Vậy khoảng cách giữa hai người nha các em, sau 20 phút là
Rất đơn giản, lấy 6 trừ đi 5 bằng 1. Xong bài kia. Giờ các em nhìn bài nhé. Bài tiếp theo các em. Trong tiết kiểm tra cuối học kỳ môn thể dục, thầy giáo cho kiểm tra nội dung thử ly chạy ngắn 100m đối với nam, nữ thì cho ít hơn là 60m đối với học sinh nữ. Trong lớp bạn Tốn chạy hết thời gian là 14 giây, còn bạn Mai chạy hết 12 giây. Ok, tính vận tốc trung bình của mỗi bạn, bạn nào chạy nhanh hơn vì sao nha. Vậy thì đầu tiên nó đáp nào. Bạn nam á chạy quãng đường 100m thì ký hiệu là S1 đúng không, hết thời gian là 12 giây như là T1. Bạn nữ chạy quãng đường ngắn hơn đó, có 60m thôi, nhưng mà bạn này chạy hết 12 giây T2. Mấy giây các em? Nữ bạn nam chứ, hết 14 giây, bạn nữ 12 giây nha các em. Rồi. Rồi bạn Tuấn là bạn nam nha, bạn Mai là bạn nữ nha. Rồi. Câu 2 tính vận tốc trung bình mỗi bạn. Rồi, là V1 các em. T2. Rồi, ai chạy nhanh hơn? Ai nhanh hơn thì thầy ghi chữ nhanh hơn lên. Em hỏi nha. À, muốn biết nhanh hơn thì tìm thông qua vận tốc này biết nhanh hơn nào. Rồi, vậy thì câu đầu tiên em tính là vận tốc bạn Tốn là. Rồi, V1 các em. Em học rồi, V bằng S chia T. 100 chia 14. Các em đổi ra số thập phân luôn cho thầy nha, để so sánh cho nó dễ nha. 7,1428 gì đó nha. 7,14 nha. 28 thì lấy tròn là 3 đi ha. Km. Mét trên giờ chứ em. Rồi. Còn đổi ra km trên giờ thì em phải nhân cho 3,6 nha. Nhưng mà thôi khỏi đổi. Sau đó các em tính vận tốc. Bạn Mai là gái chắc cần chạy chậm hơn con trai rồi đó không? Theo thầy đoán thế. Rồi S2 chia T2. S2 là 60 chia T2. Vậy thì bằng 5 đúng không? 5 mét trên giây. Ok. Vậy chắc anh là vận tốc bằng Tốn là 7 phải mấy này, 5 thôi, chắc anh là thua rồi. Vận tốc bằng Tốn sẽ chạy nhanh hơn bằng Mai nha. Vậy kết luận đi. Vận tốc bằng Tốn nhanh hơn bằng Mai. Nhưng mà người ta hỏi giải thích vì sao đấy? Vì vận tốc bạn Tốn là nhiêu đây? Nha. Hay là các em làm nhanh về đi. Vì về nhanh nhanh nha. Vì 7,143 km trên giờ đó, lớn hơn 5, xin lỗi cái này mét trên giây chứ nha, mét trên giây. Rồi lớn hơn 5 mét trên giây à, đây vận tốc này lớn hơn thì chắc anh nó chạy nhanh hơn, vì có vận tốc lớn hơn thì chắc anh sẽ đi nhanh hơn à. Hay em kỹ hơn thì em nói vì vận tốc của Tốn lớn hơn vận tốc của bạn dọn gì bạn Mai nè thì nó sẽ chạy nhanh hơn, hiểu chưa? Đó, em kỹ hơn em làm như vậy nha. Em quan sát bài tiếp theo nha. Một vận động viên đua xe đạp thực hiện cuộc đua đèo nha, vượt đèo với kết quả đạt như sau. Đoạn lên đèo, lên đèo với xuống đèo ha. Vậy có hai quãng đường, vậy thì đầu tiên S1 các em. Lên đèo là 90 km. Wow. Rồi các em quan sát nè. 90 km với vận tốc là 60 km/h. Vận tốc này khá dữ nha các em. Người chạy nhanh đấy nha. Rồi. Rồi. Tại vì đua xe mà các em, chứ không phải là mình đạp xe nha, mình đạp xe có khoảng vận tốc mười mấy hai mấy hả, còn đua xe người ta sẽ chạy rất là nhanh. Đoạn đường xuống đèo, này là S2 là 60 km, hết thời gian là 80 phút, là T2 nha các em. 80 phút em chia 60 bằng 4/3 giờ nha, nhớ phải đổi đơn vị nha. Rồi câu A người ta yêu cầu tính thời gian vận động viên đi hết đèo. Thời gian đây đi hết đèo gồm hai cái thời gian lên đèo và xuống đèo. Xuống đèo có nhưng mà lên đèo chưa có. Vậy tính T1 đây.
Rồi đến T1 cộng T2 là thời gian đi hết đẹp nha. Mình phải tư duy một chút xíu anh em. Câu B, tính vận tốc vận động viên này xuống đèo. Xuống đèo là V2, quá đơn giản. S2 chia tế. Ok. Cuối cùng, tính vận tốc trung bình vận động viên này trên cả hai góc đường. Ok, cái này là bình thường thôi. V1 2 cái mình học vào V1 2 thì bằng S1 cộng S2 chia T1 cộng T2. Ráp vô là xong các em. Đúng chưa? Rồi, vậy thì mấy đứa, đầu tiên các bạn cho thầy đi. Xuống đèo có mà lên đèo chưa có nha. Rồi, thời gian lên đèo là xe lên đèo. Rồi, ok là T1 nha các em. Bằng S1 chia V1 cho thầy. Các em lấy 90 chia cho 60. Ok, rút gọn đi, ngày không không mất là rút gọn cho 3 thì còn 3 phần 2 giờ. Đúng không? Rồi ok. Vậy thời gian trả lời ra. Vậy thời gian đi hết đèo. Là rất đơn giản, lấy hai cái cộng lại, hai cái thời gian này cộng lại thôi. T1 3/2, T2 4/3, quy đồng nói chung là 6 nè. Cái này 9 cộng 8. Đúng không? 17, 17/6 đúng không? Các em có đổi ra số thập phân được không? Bao nhiêu? SD lên các em là hết phải 2,883 vậy thôi đi, để vài phân số luôn nha. 17/6 giờ. Vậy được rồi. Đó là câu A. Câu B. Câu B. Tính vận tốc xuống đèo, trả lời vô. Vận tốc xuống đèo. Cái đèo này thầy nghĩ nó không có dốc mấy nha. Cái đèo này không dốc mấy. Thì bình thường. Rồi ok, các em quan sát nè. Rồi là V2 em thay vô bằng S2 60 chia 4/3 cho thầy. Em tính bình luôn. À, bán 6 18, 18 chia 180 chia cho 4 á. À, số đẹp quá ha, 45 luôn. 45 km chứ giờ. Thay số luôn chứ. Nhẹ nhàng không? Cuối cùng câu C nè. Vận tốc. Người ta nói yêu cầu tính vận tốc trung bình của vận động viên trên cả hai quãng đường. Vận tốc trung bình của vận động viên. Again. Trên hai quãng đường. Rồi, thay vô V12. Phải thay số luôn nha, không biết công thức nha. Bằng S1, đây, 90 cộng 60. S1 cộng S2 chia T1 cộng T2. Đây, 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 đây. Thế vậy cho nó khỏe mới được. Có nhiều em. Đây, đây, 17/6 là một phát một công dân. Còn thế ai có sức khỏe thì lấy cái này cộng cho cái này nha. Đây, cộng rồi mình có vô, mình thay vô thôi các em. 150 đúng không? 150 150 nhân 6 rồi chia cho 17. Ok, em có thể bấm SD lên 52,94 gì đó nha. 52,94 km trên giờ các em. Rồi các em nhìn lại vào nha. Tiếp tục các em. Một xe máy đi từ Ba Đồn đến Đồng Hới nha, với vận tốc trung bình là 50 km/h. Ok, như đây mình sẽ ghi nè. Bao nhiêu em biết rằng nửa quãng đường đầu đi với vận tốc vận tốc đầu tiên nè. Một người đi xe máy từ Ba Đồn tới Đồng Hới vận vận tốc trung bình là 350 km/h. Để ghi bài đi, có ký kiểu F1, B1, B2 không? Rồi. Biết nửa quãng đường đầu. À, cái này chia ra hai khúc nha. Nửa quãng đường đầu đi vận tốc là 65. Là V1 các em. Cái này V là V trung bình các em. Đây là V trung bình nha các em. Là đi trung bình, là trên quãng đường từ đâu em, từ Ba Đồn đến Đồng Hới người ta chia ra hai cái loại vận tốc là đi nha. Vận tốc thứ nhất là lúc đầu ta đi với vận tốc là 65 km/h nha. Đây, cái bài này căng đấy nha các em. Bài này phải tư duy đấy. Tính vận tốc xe nửa quãng đường còn lại. Ok, nửa quãng đường còn lại mình gọi là V2 các em. Chấm hỏi nha. Rồi, tính vận tốc trên quãng nửa quãng đường còn lại thì V2.
Rồi các em tự phân tích ra. Rồi giờ thầy phân tích nha. Trước khi làm bài này thầy vẽ sơ đồ cho mấy đứa. Bài này không phải là bài dễ nha mấy đứa. Mấy các em phải tư duy đó nha. Rồi, bài thầy vẽ sơ đồ cho mấy đứa nhìn nè. Đây. Đây. À, ví dụ đây là quãng đường là từ đâu đây thầy sẽ ghi địa điểm cho mấy đứa nhìn nha. Bài này cho mấy các bạn tốt hơn bắt làm hay á. Nè. Từ Ba Đồn ở đây nè, xe máy đi từ đây nè, từ Ba Đồn. Nha, tới địa điểm tên là Đồng Hới. Nha. Rồi, người ta ngắt đi nè. Phân tích nha. Xe máy nè, đi từ Ba Đồn đến Đồng Hới nè. Vận tốc trung bình nè, là trên cả hai cái quãng đường này nè. À, người ta tính trung bình là V. Hiểu đây nè, V, hiểu đây. Em vẫn còn hiểu đây là V gì mấy em? V12. Nha, yeah, đây là chính là V12 trên cả quãng đường. Là đây là V12. Đó, V12 người ta cho nè. 50 km/h. Rồi, nửa quãng đường đầu là chia đôi ra, có nghĩa là nửa quãng đường đầu là hai quãng đường này. Là quãng đường từ đây đến đây sẽ chia đôi ra. Nha. Vậy đi từ đây là đến nửa quãng đường đầu nào, vận tốc thứ nhất là từ đây đến đây là các em, từ đây đến đây người ta sẽ đi với vận tốc thứ nhất là 65 km/h. Rồi, vận tốc thứ hai đây, từ đây đến đây chấm hỏi. Giờ yêu cầu đến V2 chấm hỏi đây. Đó, cho vậy. Nha. Yeah. Rồi. Tính vận tốc trên nửa quãng đường này. Nửa quãng đường này. Mà cho biết vận tốc trung bình 1,2. Cho V1 thì V2. Cho em thử suy nghĩ ra. Và em nhớ nè, nửa quãng đường đầu, nghe nha. Từ đây đến đây mình quy định nè. Nha. Tôi biết sát ra đây đi. Từ đây đến đây chính là cái quãng đường là S. Vậy nửa quãng đường đầu đây chính là gì? S chia hai. Nửa quãng đường mà, nửa quãng đường của cái này S, vậy cái này S chia hai. Và nửa quãng đường sau cũng là S chia hai luôn. Đây chính là S2. S2 chính là bằng S chia hai. S1 cũng bằng S chia đôi, là nửa quãng đường đó. Nha. Rồi các em thực hiện các bạn làm sao tính được V2. Rồi giờ tôi sẽ tìm V2 cho các em. Rồi có nhiều em nói trời ơi cái công thức bài toán chẳng có thời gian sao tính đúng không? Chẳng có quãng đường gì mà vẫn tính được V2. Vậy mới ghê chứ em. Nha. Vậy thì em phân tích cho tôi nha. Rồi. À, mình sẽ gọi quãng đường từ Ba Đồn đến Đồng Hới mình đặt là S đi cho nó khỏi lầm tưởng nha. Đó, gọi đi. Rồi S là quãng đường nha, từ đâu em? Từ Ba Đồn tới Đồng Hới nha. Nha. Rồi giờ nghe ta phân tích nè. Ta có nha. Nhìn nè. Thông qua công thức trung bình để phân tích cho các em. V12 thì bằng quãng đường đầu là S1 cộng S2 chia cho T1 cộng T2. Cái này các em chỉ cần toán giỏi một chút xíu thôi. Này em sẽ làm thành công bài này. Em nghe tôi hướng dẫn nè. Nhìn đây. Các em đừng có chép ghi gì hết. Cứ nhìn lên đây đi, tôi hướng dẫn là làm nè. V12 ok có 50. S1 không có. Nhưng mà S1 là đi trên quãng nửa quãng đường đầu thì bằng quãng đường là lớn này chia 2 nè. Đúng không? Quãng đường lớn chia đôi, đúng không? Nửa quãng đường đầu là S chia đôi. Chấp nhận không? Từ đây đến đây là S mà nửa quãng đường có phải là S chia 2 không? Đó. Vậy S2 bằng cái gì? Cũng bằng S chia 2 luôn. Mà S chia 2 cộng S chia 2 có phải quãng đường không? Tổng quãng đường không? Đúng không? Đó, em có thể ghi nhanh hơn là các em không ghi S chia 2, S chia 2 mà ghi S, tại vì S chia 2 chính là bằng 2S chia 2. Đơn giản thì chính là bằng gì? Cho mày hiểu không? Cùng mẫu giữ mẫu cộng thử lại với nhau. Rồi, tôi làm chậm nữa nha. T bằng cái gì? Nghe nè. T thì bằng S chia V. S chia V. T1 bằng S. S1 chia V1, mà S1 là nửa quãng đường đầu thì thầy sẽ thay bằng S chia 2. Thấy chưa? S chia 2 chia cho V1. Thời gian thì bằng quãng đường chia vận tốc. Thời gian thứ hai đi nè, bằng quãng đường nửa quãng đường sau nè, là S chia 2 chia cho
V2. Ok, cái này chấp nhận chưa? Được chưa? Tôi bằng nửa quãng đường chia đôi thì tôi lấy quãng đường chia đôi. Cái quan trọng nhất là chỗ này. Đây này. Nửa quãng đường cộng nửa quãng đường thì ra một quãng đường. Đấy, sẽ đi cao này lên nha. Hai cái này cộng này chính là bằng quãng đường từ ba đồn đến đồng hơi. Ok, chấp nhận chưa? Nửa quãng đường đầu cộng nửa hai cái này cộng này có phải ra S không? Rồi, chia cho. Cái quan trọng nhất là cái chỗ này có những em không biết biến đổi này. Nhìn này. Này, giới này em hiểu là giới này là số mấy nữa? Số 1. Nhân nghịch đạo lên. Đúng không? Sa tử gần mẫu. Đúng không? Hay thụt hai xuống có nghĩa là bằng S chia cho 2V1 cộng S chia cho 2V2. Cái này chấp nhận chưa? Chia thì nhân nghịch gì? Đảo. Tương đương có thể thấy này 50 bằng S, viết lại cho thầy. Ở đây có nhân tử chung này, chữ S, phải đặt chữ S ra ngoài. Phân tích thành nhân tử. Có S nào? Đặt S ra ngoài. Đặt hết S ra ngoài còn số mấy? 1 phần V1 cộng. Đặt S ra ngoài rồi, còn 2V1 chứ. Để ghi thiếu số 2 nha. 2V1 cộng 1 2V2 đóng hoàn lại bằng S đơn giản S hết. Còn 1 phần 1 trên V1 nha. Các em cầm máy tính nó bấm shift show luôn cho thầy. 1 phần 2V1 2V1 V1 người ta cho 65. Rút máy tính ra, bấm shift show luôn khỏi giải tay. Bằng 1 trên 2 lần V2. V2 đang cần tính này các em. Em nhập máy tính vô này, 50. Nhập vô đây, 50 alpha bằng 1. Bấm chế độ phân số. Cái này như này bằng 130 nè, phải thay bằng 130 nè. Rồi bấm shift thôi cho thầy. Tương đương cái em sẽ tìm được V2 của nó liền. Nha, cực nhanh luôn. Nhập vô đây. 50 alpha bằng 1 phần 1 phần 130 cộng 1 phần 2 nhân cho x. Đặt đây để cho x cho thầy nè. Khỏi cần quy đồng gì hết. Nha. Không có quy động thừa mẫu gì hết. Làm tốc độ nhanh cho thầy. Kết hợp máy tính. Rồi bấm shift show bằng. Lập tức em sẽ tìm được V2. Một hai v hai nhân x nha. V2 các em thay một chết cho thầy nha. Rồi bấm shift show. Đáp số bằng 40.625. Đáp số bằng 40.625. Khi nó mét trên giờ thì rồi em trình bày vào nha. Nếu video hay các em nhớ đăng ký kênh, like, share thật nhiều để cho tôi có động lực làm video tiếp theo nữa cho các em xem nha.